liệu để tổng hợp ra thuốc nổ do nhà khoa học người Anh Faraday phát hiện ra, và ông đã xác lập công thức thực nghiệm là CNHN. Sau đó đến năm 1833, Michelli đã tổng hợp ra được benzen tinh khiết từ natri benzoat đóng chảy với natri hydroxit và xác nhận công thức phân tử của benzen là C6H6. Nhưng sau đó vài chục năm, người ta vẫn chưa biết được kết cấu của nó. Người ta chỉ hiểu phân tử benzen rất đối xứng, nhưng lại không tưởng tượng ra được 6 nguyên tử carbon hóa trị 4 và 6 nguyên tử hydro hóa trị 1 tổng hợp sắp xếp như thế nào để tạo ra thành một phân tử benzen ổn định. Năm 1865, Kekulé, nhà khoa học người Đức, ngủ gật cạnh bếp lò trong sự mệt mỏi của công việc nghiên cứu. Trong giấc mơ, cùng với ảo giác những nguyên tử phân tử carbon hydro nối nhau nhảy thành một vòng mắt xích, ông đã nhìn thấy một con rắn quay đầu nhọn đuôi của mình và xoay tròn trước mặt. Kekulé bỗng bừng tỉnh và hiểu ra rằng benzen có kết cấu dạng vòng. Ở mỗi đỉnh của lục giác đều được đính một nguyên tử carbon và một nguyên tử hydro. Có công thức như các bạn đã được học,